Người dân Đồng Văn bên cạnh những giờ lao động, buôn bán tấp nập vẫn luôn dành thời gian cho thể dục thể thao, đặc biệt là cầu lông. Tuy giải đấu mới trải qua 3 mùa giải nhưng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của tất cả các cầu thủ đến từ khắp mọi miền của đất nước. Xã Đồng Văn nằm bên cạnh quốc lộ 2A, tuyến đường huyết mạch nối giữa các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng. Nơi đây xưa kia đa phần là nông nghiệp. Cùng với sự phát triển của đất nước, Đồng Văn giờ đây đã có nhiều đổi thay, thành lập khu công nghiệp, làng nghề chuyên buôn bán các loại ô tô, máy móc công trình. Trên con đường từ quốc lộ 2 về nhà thi đấu câu lạc bộ cầu lông làng Yên Lạc là hình ảnh các hộ kinh doanh đang cùng nhau xây dựng nên một Đồng Văn giàu mạnh. Chào mừng 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn cùng với sự đồng hành của hội doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, nhà tài trợ trong địa phương đã dần hình thành nên thương hiệu cho giải cầu lông mở rộng của xã Đồng Văn. Giải cầu lông mở rộng lần thứ tư năm 2019 diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2019. Có các đồng chí trong ban lãnh đạo xã cùng các nhà tài trợ, chủ doanh nghiệp, các vận động viên, khán giả đến từ khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Yên Bái, Phú Thọ và các đơn vị trong tỉnh Vĩnh Phúc. Sau lễ chào cờ tại buổi khai mạc,
các đơn vị lên nhận hoa và cờ từ ban tổ chức. Những trận cầu sôi nổi, kịch tính được diễn ra trong hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Nhà thi đấu nằm tại mảnh đất thờ vị trạng nguyên đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc, trạng nguyên Phạm Công Bình. Các câu lạc bộ cùng nhau tranh tài gồm câu lạc bộ chủ nhà Đồng Văn, doanh nghiệp Long Hiến, Vui Vĩnh Phúc, câu lạc bộ Sở Giáo dục, câu lạc bộ Hà Nội và rất nhiều các câu lạc bộ khác. Các đoàn lên tặng hoa chúc mừng cho ban tổ chức để giải đấu được thành công tốt đẹp. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, khán giả được thưởng thức những pha cầu hay, những trận đấu đẹp, theo dõi sự kịch tính của điểm số đã tạo nên một mùa giải đầy hấp dẫn. Đến giải đấu lần này, mặc dù là những cầu thủ còn non trẻ, nhưng đội chủ nhà vẫn xuất sắc giành giải 3 chung cuộc. Giải nhất, giải nhì được trao cho câu lạc bộ Long Hiến, câu lạc bộ Việt Trì Phú Thọ. Thông qua giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường giao lưu, gắn kết nhân dân giữa các địa phương, đơn vị, từ đó tạo ra động lực thi đua hăng say lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Mùa giải lần thứ 4 đã thành công tốt đẹp, chúc cho ban tổ chức, các nhà tài trợ, tất cả các vận động viên, cổ động viên cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc. Hẹn gặp lại vào mùa giải lần thứ 5 với nhiều sự đổi mới và hấp dẫn hơn nữa. Em đến từ câu lạc bộ Tế Lỗ, thì em đánh nội dung đôi nam thì là em có một cảm nhận như này. Thì năm nào cũng vậy, mùng 2 tháng 9 thì cũng đều cái tổ chức cái giải này, thì em thấy rất là hữu ích cho mọi người. Một là nó cũng là ngày nghỉ tất cả mọi người, thì cũng là cái để anh mình giao lưu cọ sát với nhau. Cái thứ hai là về sức khỏe, thì bộ môn này rất tốt cho sức khỏe, thì em khuyên là những ai đang chơi thì là nên chơi những cái môn thể thao này vì nó rất tốt cho mọi người. Chào anh, vâng, bọn em đến từ câu lạc bộ Hội Ngộ Hà Nội ạ. Dạ. Thì giải năm nay thì nhìn chung thì em thấy là quy mô khá là lớn, là cũng tụ tập rất nhiều đông đảo các cái cao thủ từ khắp nơi về, nên là thành ra đối em thì cũng thi đấu trên một cái tinh thần là mang tính chất rất là cố gắng. Đấy, đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi. Của tôi là cổ động viên của đội Vĩnh Tường, một tinh thần quyết chiến đấu phải quyết chiến thắng. Được thì là cái mừng, mà không được thì là học hỏi thì các bạn. Khi mà tham gia đến đây thì em thấy là có nhiều cái sự đổi thay cũng như là đầu tư của bên phía ban tổ chức cũng như là cái nhà tài trợ. Thì em rất là mong muốn được tham gia giải này năm nay, năm sau, những năm sau nữa. Và hy vọng là sẽ được nhiều khán giả cổ vũ để em giành được cái thành tích như mong muốn ạ. Em cũng muốn gửi đến lời cảm ơn đến ban tổ chức cũng như là nhà tài trợ đã tổ chức ra những cái giải như thế này để cho các vận động viên được có cái môi trường cũng như là những cái giải để mà được cọ sát, giao lưu và học hỏi ạ.
Em xin cảm ơn ạ. Em đến từ câu bộ AZ Badminton ở trên Hà Nội. Hôm nay giải khá là chuyên nghiệp và to, hoành tráng. Mọi người nói chung là tham gia vui vẻ. Em cảm ơn ban tổ chức giải, tổ chức một giải rất to. Năm sau em sẽ cùng mọi người đến tham gia. Tôi đánh giá với đoàn cầu thủ năm nay là chất lượng là đồng đều. Vâng, năm nay là năm thứ tư tổ chức tại đây. Hôm nay là tổ chức giải với chất lượng phải nói là hơn rất nhiều những năm ngoái. Mặc dù là các cầu thủ không phải là những cái cầu thủ hạng bán chuyên và chuyên nghiệp, nhưng mà nói chung là tổ chức cái giải năm nay như thế này là rất tuyệt vời. Và rất đông khán giả đến xem và cổ vũ. Xin chào tất cả bà con nhân dân cùng toàn thể anh em bạn bè gần xa. Rất vinh dự cho hội doanh nghiệp cũng như là cá nhân tôi là những hộ kinh doanh buôn bán tại thôn Liên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Lạc, tỉnh Phúc. Hôm nay là anh em có cùng kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức cái giải cầu lông mở rộng 2019 để kỷ niệm chào mừng quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2019, để cùng dân phấn đấu rèn luyện thể dục thể thao có trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chào bạn, mình tên là Mai, mình là một vận động viên của câu lạc bộ buổi sáng. Biết là xã Đồng Văn tổ chức một cái giải cầu lông mở rộng, thì hôm nay mình đến đây thì là mình rất là vui được chứng kiến tất cả các đội đã về đây thi đấu và tranh tài. Mình đến đây cổ vũ cho tất cả các đội và mình cũng tham gia, mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Hy vọng là sang năm nếu tổ chức cho cái lứa tuổi như mình thì mình cũng hy vọng là mình cũng tham gia để cổ vũ cho phong trào cầu lông cho xã Đồng Văn nói riêng và cả cái phong trào thể dục thể thao cho cái tỉnh Phú nói chung, Bình Phúc nói chung. Xin cảm ơn bạn. Oh,